Hello, chào tất cả các anh em nhá. Chào anh em gần xa, hôm nay mình đưa đến cho anh em hai con tsunami mình mới dắp xong. Mấy bữa nay dắp nhiều xe quá cho nên là không lên clip nhiều được. Thì một con tsunami này cấu hình hơn 7 củ tí. Đó. Con này thì nôm na là phải khoảng 8 củ. Còn con này là 7 củ nhá. Đó. 7 củ. 7 củ 2 thì các bạn sẽ được cái sền hạt đậu nha. Đấy mình ráp cấu hình nói chung là nó phải trên 7 củ xíu. Còn nếu mà dưới 7 củ, 7 củ dưới 7 củ khoai ấy, thì các bạn vẫn được tà su nhưng mà mình sẽ đi đổ thường hơn. Chẳng hạn như cặp lốp đi lốp thì mình đi lốp thường hơn. Đó. Thì anh quay gần vô đây à. Anh xem cái quay cái gần vô đây anh xem cái cấu hình của xe này. Đó. Thì nếu mà đi đổ thường hơn ấy, thì mình sẽ đi là chẳng hạn như là các bạn thắc mắc sao mà nó hơn 7 củ thì nó đi sên là sên hạt đậu nha. Rồi được cái yên rất là yên xịn nha. Những cái yên này là yên mắc tiền. Đó em quay sát rồi. Đó đầy đủ luôn. Đấy. Đầy đủ hết. Đi đùm bạc đạn là trục giữa bạc đạn luôn, cho nên là rất là hợp lý. Ngay cả cái bô tăng mình cũng đi bô tăng xịn xíu. Đó, anh em thắc mắc thì mình giải thích luôn. Thì sắp tới thì mình sẽ dép những con xe mà tầm 4 đến 5 triệu hoặc là tờ xu khoảng 6 triệu thì vẫn dép được. Nhưng mà đồ nó rất là bình thường luôn. Thì sắp tới thì mình giảm thì mình anh em sẽ dép cho các bạn những cái dòng xe như vậy. Hôm nay là hai con. Một con màu hồng và một con màu đỏ nhá. Đó, siêu đẹp luôn. Đấy, anh em nhớ like mạnh và chia sẻ mạnh vào cho mình nhá. Để mình làm thêm nhiều video tại vì mình dép quá nhiều xe. Đây. Này nha, vội quá nên là dép chưa bơ gắn bao tay hai con xe này luôn. Đó, tà su đỏ nhá. Ừ. Một đôi luôn. Đó. Chất chưa? Đấy, tà su này sườn nhôm là nhẹ lắm. Đấy. Rất nhẹ nha. Rất nhẹ đi phố rất là ngon. Các bạn thấy mình cầm như vậy hà đủ thấy nó nhẹ nhàng thế nào rồi nhá. Rồi, ok. Thank you.